Giả sử người mua động cơ điện đã biết rõ công suất và tốc độ, và cũng như đã biết rõ motor sẽ dùng vào việc gì, có các phương pháp lựa chọn động cơ điện tại thị trường Việt Nam như sau. Trường hợp 1, chọn motor hoặc bơm nước theo hãng. Hãng nào nổi tiếng thì mua. Phương pháp này có tối ưu hay không? Thực ra có nhiều hãng tuy có thương hiệu nhưng họ chỉ tăng chất lượng của nguyên liệu khoảng 10 đến 15% nhưng lại tăng giá bán từ 80 tới 90% so với chi phí sản xuất. Ví dụ, bình thường một motor 5,5 kW sản xuất ra mất chi phí là 3 triệu 400 ngàn. Có những hãng tăng nguyên liệu lên giá trị motor sẽ là 3 triệu 600 ngàn. Nhưng họ sẽ không bán cho quý vị giá dưới 4 triệu mà tăng lên thành 5 hoặc thậm chí 6 triệu đồng một chiếc. Trường hợp 2, chọn motor hay bơm nước theo xuất xứ quốc gia. Quý khách gọi tới yêu cầu rõ, phải là hàng Đức, phải là hàng Đài Loan, phải là hàng châu Âu, tôi mới lấy. Xin thưa rằng, hầu hết các máy tính văn phòng, iPhone, tủ lạnh, máy giặt hay TV mà chúng ta đang sử dụng đều sản xuất tại Trung Quốc. Hiện nay, tất cả các hãng motor lớn nhất trên thế giới đều có nhà máy tại Trung Quốc. Lý do mà các nước lớn như Nhật, Đức, Mỹ đều chuyên tâm vào công nghiệp nặng. Ví dụ, họ sản xuất một du thuyền hoặc một tàu ngầm, một tên lửa, bán ra lãi hàng trăm triệu đô. Họ đâu có muốn làm công nghiệp nhẹ. Các motor điện hoặc các loại bơm thông dụng được xếp vào ngành công nghiệp nhẹ. Và Trung Quốc là công trường của cả thế giới trong ngành này.